vấn đề thì có tiền mua sách vở không anh? Đây là em cứ đi học để mai hè hỗ trợ em nhé. Cái liều này mai lại đi học nhé. Sao mày lại không cho đi? Mẹ em có tiền để mua sách vở đi học được. Cái vấn đề thì không có tiền mua sách vở thì không lo đâu. Cái đấy là em cứ đi học để mai thề hỗ trợ em nhé. Mẹ, nhưng mà cái này cầm đồ sẽ phải cũng cầm đau á. Nếu làm cả đáy cô tiếp chỉ muốn nhẹ bé tiêu mù cô chợ mối cô tiếp chỉ muốn nhẹ dù nè. Ê mày nói nói nào, bảo là không có tiền mua sách vở nữa chắc là không cho đi học. Thì em bảo là cái vấn đề tiền nong mua sách vở thì cứ để phải lo đi đấy, cho em nói đi học để nó hiểu biết nhá. Đầu tiên một cái năm nhìn mà muốn nhẹ do anh ta như hỗ trợ mới nghe đâu mà cả đá tặng cho trường lên cho mình cái này chỉ có như là cả đá này. Ừ, biết nên em đã muốn đá rồi thì mình cho đi nữa nha, anh cứ chạy thì nó cho đi. Thế thì ngày mai em đi học nhá. Vâng. Thì ngày mai là em sáng sớm là em đi học nhá. À, đến phòng thầy lấy cặp sách với lại lấy sách vở cho em đi học. Thế thì thầy chuyển lời này nhá, mai đi học cố gắng đi học cho thầy nhá. Vâng. Em mua tua. Nhưng mà cần được cô
không muốn đọc em cận đạo. Ừ, em thấy bạn cận đạo là mẹ em sao thế bất kỳ. Ủa anh nó phải đi đọc không? Mới xuyên ý mùn tỏ hay chung mùn tùm lông ngờ. Cô khơi mơ mùa tê. Mới cho mình cảm thấy. Tôi thua lỗ. Lồng ta nạc cá.
mồm lòng nhà ni tụi nhà ni chứ
대도구 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nữa rồi. Con tập và toàn đa. Thầy giáo muốn xem đó đấy. Bắt đầu nhé, thầy này chặt thêm mặt mốt, thành phố. Thầy mốt, 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 thầy mốt,